Tập 46. Con nói với Sùng Lợi Minh, tôi đã đến phòng khám Giang Nít, không tìm được báo cáo dược lý. Không tìm thấy. Chắc chắn là có người đến đó trước tôi. Thiết nghĩ đồ đã bị họ lấy đi rồi. Lũ người Tây này hành động nhanh thật. Nói với Sùng Lợi Minh, sau này nếu cần điều tra báo cáo dược lý, tôi sẵn sàng phối hợp. Tôi đi đây. Sao vậy? Có lúc tôi thực sự ngưỡng mộ cậu. Ngưỡng mộ tôi chuyện gì? Tôi ngưỡng mộ cậu biết con đường mình nên đi, cậu có thể đi một cách kiên định. Cậu cũng làm được mà. Nhiều khi tôi cứ nghĩ con đường sau này nên đi như thế nào. Thời gian qua trong lòng tôi cứ trống trải, không hề yên tâm như hồi huấn luyện. Ở diễn thế thiên, sao tôi cảm giác chẳng nhìn rõ được gì hết. Cho đến khi tôi gặp được cậu, nhìn thấy cậu và Chu Giác, tôi mới cảm thấy khác. Lần trước nói với cậu rồi, cậu muốn đến chỗ chúng tôi, sẵn sàng quan nghênh. A Dịch, cộng hòa thực sự tốt như cậu nói sao? Tôi không dám đảm bảo đó là hoàn hảo. Mọi người có đón nhận tôi không? Tất nhiên là có. Vậy khi nào tôi có thể gia nhập? Dương Chân, cậu rời khỏi Sùng Lợi Minh vào lúc này dường như không được thỏa đáng. Như vậy đi, đợi sau khi kết thúc cuộc hòa đàm Nam Bắc, chúng ta bàn bạc chuyện này sâu hơn. Báo cáo dược lý bản gốc đâu? Không ở trong tay tôi. Nhưng nhìn phản ứng của Sùng Lợi Minh, tôi nghĩ là hắn vẫn chưa lấy được. Vậy choline là một loại chất cấm thật sao? Một chất thay thế cho thuốc phiện sao? Cô Mary, cô không cho rằng choline là một loại thuốc hợp pháp chứ? Cô đã nghe nói đến heroin bao giờ chưa? Anh nói choline chính là heroin. Sau khi heroin bị liệt vào danh sách chất cấm ở Anh, hàng tấn hàng công ty tôi tích trữ đã không thể bán ra hợp pháp ở Anh. Thậm chí ở các thuộc địa của Anh cũng chịu ràng buộc rất lớn. Vậy nên anh đã mang heroin vào Trung Quốc à? Dĩ nhiên chúng tôi phải thay đổi định dạng của nó, gia công thành viên con nhộng ở Ấn Độ, rồi đến Thượng Hải phải làm thành bao bì choline. Vậy cho nên không ai có thể ngờ được thành phần chính của choline lại chính là heroin. Phải rồi, ngay cả tôi cũng không biết. Như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng bây giờ tôi đã biết. Vậy thì sao chứ? Dừng bán choline ngay lập tức. Đó là điều không thể. Bán choline ở Trung Quốc là mệnh lệnh của tổng bộ. Lợi nhuận nó đem đến cho chúng ta trong tương lai sẽ vượt xa cả thuốc phiện năm xưa. Vậy anh có nghĩ anh có quyền để vượt trên quyết định của tôi sao? Tôi chỉ sang sẽ gánh nặng cho cô thôi. Vậy tôi có cần tìm bản báo cáo xét nghiệm thuốc nữa hay không? Tôi sẽ viết một bản báo cáo cho công ty. Còn anh, cứ chờ mệnh lệnh thuyên chuyển công tác đi. Cô Mary, tôi đã báo cáo lại tình hình gần đây cho công ty tổng. Tất cả những chuyện cô đã gặp phải ở bệnh viện Sarah's Heart. Ba hôm trước, ông Ken đã gửi một bức điện báo tới, báo tôi tìm dịp thích hợp đưa cô. Tôi nghĩ bây giờ chính là lúc. Cô không xem thử sao? Nhớ kỹ, ai mới là cha của con? Cô Mary, cô cần phải nhớ rằng cô là người Anh. Chức trách của cô là bảo vệ lợi ích của công ty Việt Đông vì lợi ích của đế quốc Anh. Cô hiểu chứ, cô Mary? Ra ngoài. Ra ngoài đi. Tiên sinh, ngồi đi.
Tiên sinh, ngài đang phiền muộn chuyện gì sao? Cậu tìm tôi có việc gì không? Hóa ra cô Linh này chính là heroin à? Cậu kiếm ở đâu ra vậy? Một bác sĩ nước ngoài tên là Janis, là chuyên gia giám định dược lý cô Linh. Lúc qua hải quan, người đó đâu? Bị người Tây diệt khẩu rồi. Người đã chết rồi, cậu lấy được bản báo cáo này bằng cách nào? Trước khi người đó chết, thường xuyên đến nhà thờ của tôi sám hối. Mấy ngày qua, liên tục có người đến tìm báo cáo dược lý của cô Linh. Tôi biết tôi không thể giấu thêm được nữa. Thứ này đã hành hạ tôi quá lâu rồi. Cô Linh là một thứ ma quỷ mới. Đó là thuốc độc. Tuy nó có thể khiến bệnh nhân được khoan khoái nhất thời, nhưng sẽ khiến con người ta bị nghiện và quỷ hoại họ, và khiến họ hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi từng có một bản báo cáo viết rõ tất cả sự thật, nhưng tôi lúc đó bị tiền che mờ đôi mắt. Tôi đã phản bội lương tâm của người bác sĩ, cho ra một bản báo cáo giả. Đó là cô Linh không có vấn đề gì. Tôi thật có lỗi. Bản báo cáo thật đó bây giờ có còn giữ không? Tôi vẫn giữ nó ở trong phòng khám của tôi, nhưng tôi không biết phải làm gì với nó. Bao nhiêu người đang tìm kiếm đó. Nhất định là cô Linh đã gặp vấn đề gì. Chúa ơi, tôi đã phạm sai lầm to lớn. Anh ta còn nói với tôi, anh ta bị người Tây bức ép, sắp phải đi rồi. Còn tôi vào ngày anh ta xuất phát, đã đến phòng khám của anh ta, tìm được bản báo cáo này. Cậu xử lý rất tốt. Kim tiên sinh, thứ này đáng lẽ tôi phải đưa cho Thái tử gia. Dù sao, cô ấy vẫn luôn theo dõi sát sao vụ cô Linh. Nhưng mà cô ấy lại thân cận quá với Sùng Đệ Minh. Tôi sợ cuối cùng thứ này lại rơi vào tay Diễm Thế Thiên. Cho nên suy đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy giao thẳng cho ngài sẽ chắc chắn hơn. Cậu đến ngân hàng qua nặt một chuyến, đem bản báo cáo này cho vào két bảo hiểm. Nhớ kỹ, chuyện này không được để bất kỳ ai biết. Dân. Trăng sáng gió lạnh, lá cây che khung cửa sổ, con dế kêu kêu lanh lảnh. Nghe như âm dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhẹ, âm thanh động lòng. Chiếc nồi khẽ đung đưa, bé con của mẹ nhắm đôi mắt lại, chìm vào trong giấc mộng. Vào đi. Tiên sinh, cô Marie đến rồi. Mời cô ấy vào.
Cô Mary, nghe danh đã lâu. Là tôi nghe danh Kim tiên sinh lâu rồi mới phải. Cô Mary, xin mời ngồi. Trước kia muốn đến thăm ngài mà mãi cũng không tìm được dịp nào thích hợp. Không ngờ lại chờ được đến lúc ngài chủ động mời. Cô Mary là người bận rộn. Lão già này từ sáng tới tối an nhàn lắm. Kim tiên sinh mời tôi đến có chuyện gì không? Kể ra thật trùng hợp. Hai hôm trước có người gửi đến cho tôi một bản báo cáo. Bản báo cáo này để ở Thanh Bang chúng tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng tôi nghĩ bản báo cáo này sẽ rất hữu dụng với cô Mary. Ít nhất bản báo cáo này sẽ không rơi vào tay của đám người Sùng Lợi Minh. Ông lấy được báo cáo dược lý của Khôn Linh sao? Vốn là bản báo cáo như vậy nên ở Hải Quan và cửa hiệu Thái Hòa. Sau đó lại nằm trong phòng khám của một bác sĩ Tây chứ. Kim tiên sinh muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Tôi đây không thích lòng vòng. Vậy tôi xin nói thẳng nhé. Vụ làm ăn với Khôn Linh, Thanh Bang chúng tôi muốn ba phần. Kim tiên sinh, ông đang đùa sao? Khôn Linh là hàng độc quyền của công ty Diễn Đông chúng tôi. Sao lại phải chia cho Thanh Bang các ông ba phần chứ? Bởi vì có sự giúp đỡ từ chúng tôi, tốc độ phát triển của các cô có thể tăng rất nhanh. Dù gì tôi giới rất nhỏ, thị trường thực sự là toàn bộ Trung Quốc. Không cần thiết. Không cần cái gì. Xin lỗi, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của các ông. Chúng tôi thế nào cũng đạt được mục đích của mình thôi. Vậy nếu bản báo cáo này bị công khai thì sao? Các cô liệu có đạt được mục đích nữa không? Kim tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, ông coi trọng bản báo cáo đó quá rồi. Đối với tôi mà nói, nó không hề quan trọng đến vậy. Cho dù ông có công khai nó, thì đến lúc đó chúng tôi không thừa nhận là được rồi. Trong tay ông có một bản báo cáo, trong tay chúng tôi cũng có một bản báo cáo. Ông nghĩ chính phủ sẽ tin vào ai? Giờ tình hình ở Trung Quốc đang rất bấp bênh, phương hướng sau này cũng chưa quyết định cuối cùng. Cho dù là bên nào cũng không muốn đắc tội công ty Diễn Đông của chúng tôi đâu. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sao em lại xuống đây? Thơm quá. Em đang hoạt động thì sẽ nhanh khỏi hơn. Đạn suýt nữa trúng vào xương sống. Em cần phải tỉnh dưỡng. Nhưng em gặp may vẫn chưa trúng mà. Hơn nữa, cứ nằm mãi trên giường em sắp buồn chết rồi. Anh nhìn gì thế? Em xinh quá. Anh thích em làm nũng. Phải rồi, hôm qua Đức Kỳ Dương gia nói muốn chúng ta về kinh thành. Anh định thế nào? Bây giờ thì chắc chắn là không được. Tại sao? Bởi vì em đang bị thương. Chỉ vì em thôi à? Đương nhiên rồi, nếu không thì sao? Em đó, yên tâm dưỡng thương đi. Nếm thử canh anh nấu cho em này. Sùng Lợi Minh, hứa với em sau này đừng đi làm chuyện mạo hiểm được không? Em nói cho anh canh ngon hay không đã. Ngon lắm. Anh hứa với em.
Tiên sinh, ngài thực sự định hợp tác với Marie sao? Đúng vậy, làm sao? Khôi Linh chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngài hợp tác với người Tây làm gì cũng được, nhưng Khôi Linh, xin ngài suy nghĩ kỹ lại. Lão Trịnh, giặt dưới phải nhấc lên một chút, eo hẹp vào một chút. Vâng, tiên sinh. Tiên sinh à, Khôi Linh không giống những thứ bình thường khác. Nó là ma túy, có thành phần heroin, còn đáng sợ hơn cả nha phiến. Chính vì nó đáng sợ hơn cả nha phiến nên mới không thể để người Tây độc quyền được. Nếu bọn họ lũng đoạn thị trường này thì tất cả việc buôn bán nha phiến của chúng ta sẽ hỏng hết. Cô biết không, công ty Diễn Đông chính là muốn thông qua loại ma túy mới này để độc chiếm thị trường. Vậy chúng ta có thể công khai thành phần thuốc để họ cũng không làm được gì. Cô ngốc thật, họ làm công khai không được thì sẽ làm ngầm. Nếu bây giờ chúng ta không dân lúc đang nắm được thứ có lợi để đòi chia một bát canh với họ thì sau này đừng có mơ. Nhưng mà Lão Trịnh, ông nhớ đấy, cái phần vai này phải sửa lại, vai phải dựng thẳng lên, như vậy trông sẽ có tinh thần hơn. Dân, tiên sinh. Không phải ông bảo chúng tôi về kinh thành sao? Tại sao triều đình lại gửi mật lệnh cho Diễm Thế Phiên chúng tôi, bảo chúng tôi ở lại Thượng Hải? Số cuộc là làm sao? Tình hình thay đổi đột ngột, chẳng lẽ lại muốn khai chiến với chúng ta từ đầu? Nếu đảng cách mạng thực sự có thực lực ngang với Tân Quân thì họ khai chiến lâu rồi, đến nghị hòa làm gì? Bọn họ đánh không lại Tân Quân của Diên Thế Khải. Diên Thế Khải đã có thực lực như vậy, tại sao còn muốn nghị hòa? Bởi vì ông ta muốn bảo tồn thực lực. Bên trong tay Diên Thế Khải là toàn bộ thực lực của hắn, nguồn gốc của quyền lực của hắn. Nếu khai chiến, thực lực chắc chắn sẽ bị tổn hại. Ông ta có nỡ không? Sao triều đình có thể dung túng Diên Thế Khải như vậy chứ? Giờ nói gì cũng muộn rồi. Chúng ta ngoài dựa vào Diên Thế Khải còn làm được gì nữa? Chúng ta còn cần hắn giữ lại mặt mũi cho cơ nghiệp hơn 200 năm của triều đình. Ngọc Băng yêu quý, thấy thư như thấy người. Đêm nay giờ lành cảnh đẹp, ngày cũ đi xa, năm mới sắp tới. Hôm nay ngoài bến, ngước mắt sẽ thấy vạn nhà sực rỡ ánh đèn, như ngàn vì tinh tú mãi mãi sực rỡ. Ngọc Băng, diễn cảnh cách mạng trong tim tôi cuối cùng cũng được trở thành hiện thực. Lòng tôi vô cùng vui mừng, cô có hiểu được không? Tôi nói với cô, hy sinh lợi ích của tôi và cô vì hạnh phúc vĩnh hằng của mọi người trong thiên hạ, cuối cùng thiên hạ cũng thấy được ánh sáng. Ngày tôi về nhà không còn xa nữa.
Như vậy là ý gì? Không phải giờ chúng ta đang nghị hòa sao? Đây gọi là nghị hòa à? Đánh luôn đi cho xong. Đánh được thì đánh lâu rồi, sao lại không đánh được chứ? Tần quân có bao nhiêu người, quân cách mạng có bấy nhiêu người mà anh bảo tôi không đánh được? Đánh được, Viên đại đầu không muốn đánh, cậu không nhìn ra sao? Rốt cuộc Diên Thế Khải có ý gì vậy? Không phải quấy dẫn luôn, đại diện cho triều đình hòa giải từ bên trong sao? Bây giờ tình hình thành như vậy, chẳng lẽ ông ta không phản ứng gì? Dạ, nếu Dương quốc thực sự thành công, sau này chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, Diễm Thế Phiên phải làm sao đây? Sau này còn có không? Dương Chân, cậu là ý gì? Uống rượu. Em không uống nổi. Uống với tôi một ly. Uống xong rồi tôi có chuyện muốn nói. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu thực sự có thể giống như họ hứa, ngăn cản sự nhục mạ và chèn ép của người Tây, thực hiện bình đẳng dân tộc, lấy lại tôn nghiêm cho dân chúng, nếu thực sự có thể như vậy, thì cho dù chúng ta có trở thành cát bụi lịch sử, tôi cũng không tiếc nuối gì. Dạ. Việc này anh nói vậy, đây là lý tưởng của cách mạng mà. A Dịch, mau tới đây. Chu tiên sinh, anh đang viết thư à? Đúng vậy, tôi viết cho Ngọc Băng một lá thư. Đi, ra ngoài nói chuyện với tôi. Đi. Tháng 4 năm ngoái, anh Giác Dân cũng giống như tôi, viết cho vợ anh ấy một lá thư. Nhưng anh ấy không được may mắn như tôi. Vào ngày thứ ba khi anh ấy viết xong thư, anh ấy đã hy sinh vì cách mạng. Vợ anh ấy vẫn luôn đợi anh ấy trở về nhà, nhưng cuối cùng lại không đợi được. Nào, ly này, chúng ta kính anh ấy trước. Chúng ta còn phải kính tất cả những liệt sĩ vì cách mạng mà trả giá bằng tính mạng của mình, nhưng vẫn chưa được chứng kiến sự thành công của cách mạng. Trong số đó có sư trưởng, minh bối của tôi, cũng có người chưa từng gặp mặt, nhưng họ ai ai cũng hy sinh xương máu, hy sinh tính mạng để giành lấy chính nghĩa. Tôi muốn nói với họ, mọi người dùng thanh xuân và tính mạng của mình để mong chờ ngày này, cuối cùng cũng tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. A Dịch, cậu có biết lần đầu tôi gặp cậu ấn tượng sâu đậm nhất là gì không? Là gì? Tinh thần của cậu, tinh thần dám là người tiên phong không màng đau khổ, giống hệt như đồng đạo ở Nhật của tôi.
cũng giống tôi trước đây. Tuổi trẻ của tôi, nếu có thể mưu cầu cuộc sống mới, con đường mới, trở thành tuổi trẻ nhiệt quyết, thì đất nước chúng ta mới có thể có tương lai. Tuổi trẻ nhiệt quyết, tuổi trẻ mới. Chu tiên sinh, anh vẫn luôn hát bài thiếu niên Trung Quốc thoại, anh dạy tôi được không? Được. Cờ đỏ phất lên, những con đường gặp ánh sáng, dòng sông nước chảy cuồn cuộn, tiềm long đằng quyên lưng trảo phi dương, thiếu niên tài trí đất nước tài trí. A Dịch, cậu nghe đi. Anh đến làm gì? Muốn đem đạo lý anh vừa nói một lần nữa với em ư? Là cô, tôi tới tìm Sùng Lợi Minh. Gia ở trong. Sùng Lợi Minh đâu? Trên lầu. Cô tìm anh ấy có việc gì? Tôi tìm anh ấy ắt là có việc. Đã đến lúc này rồi còn việc gì nữa chứ? Chuyện của Khô Linh sao vậy? Chuyện này tôi chỉ có thể nói với mình anh ấy thôi. Các anh dự định làm gì? Vậy chuyện của Khô Linh thì sao? Vẫn điều tra chứ? Vì sao lại không điều tra? Sao vậy?
Không có gì. Tôi chỉ muốn biết, nếu như Thanh Bang hợp tác với người Tây làm ăn mối của cô Lin, anh sẽ như thế nào? Vậy tôi e là không giữ nổi thể diện cho cô. Nhưng cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Kim tiên sinh không có gì? Tôi chỉ muốn biết thái độ của anh thôi. Vậy cô chắc phải rõ thái độ của tôi. Rất rõ. Cô đang lo lắng sau này tôi sẽ đối đầu với Kim tiên sinh. Cô khó mà cư xử, đúng không? Nếu như chúng ta đã quyết định tiếp tục điều tra chuyện Khô Linh, vậy tôi cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Mọi người có biết tôi và Kim tiên sinh có quan hệ gì không? Cha mẹ tôi đều là người của Thanh Bang. Năm đó vì cứu Kim tiên sinh đã hy sinh. Sau này Kim tiên sinh coi tôi như con ruột vậy. 10 năm rồi, ông ấy nuôi lớn tôi như con ruột, cho tôi thân phận, địa vị, cùng với vinh dự dưới một người trên vạn người trong bang. Ân tình ông ấy đối với tôi, đời này tôi khó mà báo đáp. Cô muốn nói gì? Không có gì. Không phải cô ta tới nói chuyện Khô Linh ư? Rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Chuông ngân giang, chuông ngân giang, chuông giáo đường ngân giang. Hát theo ta nào. Chuông ngân giang, chuông ngân giang, chuông giáo đường ngân giang. Các con có biết bài hát này tên gì không? Chuông ngân giang. Sao các con lại thông minh như vậy? Bài hát này là do một người Mỹ sáng tác năm 1857. Tên của ông ấy là Lord Dearborn. Bài hát này phải hát vào dịp lễ, có đúng không? Dân. Sao lại là anh ở cùng bọn trẻ? Mẹ tôi đâu? Bà ấy hơi mệt, về nghỉ trước rồi. Chân Nhi, lạnh quá. Mẹ lạnh quá. Lạnh quá. Chân Nhi, mẹ lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh quá. Mẹ lạnh quá. Chân Nhi, mau, mau đưa cho mẹ. Uống thuốc đi mẹ. Uống rồi sẽ hết lạnh. Nước. Từ từ thôi. Từ từ thôi mẹ. Mẹ, hết lạnh chưa? Đỡ hơn rồi. Chân Nhi không lừa mẹ chứ?
Sao rồi? Bà ấy đỡ hơn chưa? Tạm thời đỡ hơn rồi. Vậy thì tốt. Nào, uống một ly đi. Không. Sao hôm nay anh vui vậy? Có biết đây là gì không? Đây là chìa khóa gì? Tôi chưa từng nhìn thấy. Đây là chìa khóa tủ bảo hiểm của Kim Tiên Sinh ở ngân hàng Hoa Nặc. Chìa khóa của Kim Tiên Sinh sao lại ở chỗ của anh? Cái này Kim Tiên Sinh chính tay đưa cho tôi. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có Hoa Cửu Khanh mới có quyền động vào chiếc chìa khóa này. Nhưng hôm nay Kim Tiên Sinh lại giao nó cho tôi. Cậu biết việc này có ý nghĩa gì không? Nó biểu hiện sự tín nhiệm của Kim Tiên Sinh với tôi. Sắp vượt qua cả Hoa Cửu Khanh rồi. Như vậy không tồi đâu. Sao anh lại lấy được sự tín nhiệm của Kim Tiên Sinh? Gần đây tâm trạng Kim Tiên Sinh không tốt. Còn tôi lại tặng ông ấy một món quà yêu thích, để tâm trạng ông ấy tốt trở lại. Anh đã tặng gì? Con nói cậu cũng không hiểu đâu. Nói thử xem nào. Thực ra chỉ là một báo cáo thuốc tây mà thôi. Nhưng mà báo cáo này rất lợi hại. Con nói Thanh Bang có thể uy hiếp công ty Diễn Đông. Anh nói là cô Linh à? Sao đây? Không vui thay tôi ư? Đương nhiên là vui rồi. Nào, uống một ly. Báo cáo ở trong tay của Thanh Bang. Bây giờ đang nằm trong tủ bảo hiểm đặc cấp ở ngân hàng Hoa Nặc. Hóa ra Hoa Cửu Khanh tới tìm anh là muốn nói chuyện này. Chuyện này sao vậy? Không có gì, cậu nói tiếp đi. Suốt cuộc là thế nào? Hóa ra báo cáo bị Peter Hồng chuyển đi trước rồi. Bởi vì Yannick mỗi tuần đều tới thú tội với anh ta. Sớm đã nói chuyện này với anh ta rồi. Cho nên hôm đó Peter Hồng đã tìm ra báo cáo trước cả A Dịch. Tiện tay anh ta đã tặng cho Kim Tiên Sinh. Peter Hồng này có vị trí không cao không thấp ở Thanh Bang. Hơn nữa anh ta luôn muốn giành được sự tín nhiệm của Kim Tiên Sinh. Lần này để anh ta nắm được cơ hội thể hiện trước mặt Kim Tiên Sinh, giành lấy sự tín nhiệm của ông ấy.